Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều khán giả ta nói Jimmy là có một cái chương trình gì về nấu ăn. Bởi vì thấy Jimmy có phỏng vấn chủ nhân của hãng nước mắm Redport là chú Cường Phạm để nói về cái nước mắm này mà hỏi Jimmy có biết nấu hay không. Thì Jimmy xin thưa ngay lúc này là Jimmy không biết nấu, Jimmy chỉ biết ăn thôi. Vì vậy để đáp lại cái thịnh tình của quý vị là có một chương trình nấu ăn thì hôm nay chủ nhân của Redport đã mời một đầu bếp nổi danh từ Utah Salt Lake City bay qua miền Nam California để chúng ta cùng thưởng thức những cái tài nghệ của anh. Mời quý vị trước hết là chào đón đầu bếp đến từ xa, đó là anh Việt Phạm. Xin chào anh. Cảm ơn anh. Xin có lời chào khán giả. Dạ, chào. Và đến cạnh chào quý vị. Và đến cạnh Jimmy đó là chú Cường, chủ nhân của hãng nước mắm Redport. Hình như là chú họ Phạm. Phạm. Ông này cũng họ Phạm, bà con không? Bà con. Dạ, chú con là ba của cô. Thiệt hả? Hôm nay anh bay từ xa qua đây để cho quý vị biết là anh có một nhà hàng và ở bên Utah. Anh có thể cho khán giả biết là cái nhà hàng Nhà hàng bên Utah bây giờ là kêu bằng Pretty Bird. Pretty Bird là cái nhà hàng là chiên thịt gà làm bánh mì mà cái món thịt gà làm nó cay. Tiếng Mỹ kêu bằng Nashville style hot chicken. Nhà hàng Pretty Bird chỉ làm ba món thôi. Uh-huh. Một món là bánh mì, với món kia là thịt gà mà chiên thôi. Bán cho người Việt Nam, bán cho người Mỹ. Bán cho người Mỹ, người Việt Nam, everybody. Mà nhiều người Mỹ vô ăn. Mà bánh mì là bánh mì kiểu Việt Nam hay bánh mì kiểu nào? Bánh mì là kiểu kiểu Mỹ, giống hamburger vậy. Nhà hàng của anh có tên tiếng Việt nữa mà, phải không? Pretty Bird, yeah. Là gì? Pretty Bird là chim đẹp. Dạ, cứ liên tục thôi. Anh qua Mỹ từ năm mấy tuổi? Anh qua Mỹ năm 1777. Thôi, 779. 1979. Qua bên Mỹ là mới có 8 tháng thôi. Giờ 8 tháng trại tị nạn. Ba mẹ đi đi vượt biên á, xong việc sang bên đảo Bi Đông ở Mã Lai. Cũng thời gian mình cũng ở đảo. Cũng ở bên Mỹ chính. Mỹ chính luôn. Vậy cho nên quý vị đã thấy là anh Việt thì nói tiếng Việt nó hơi lơ lớn nhưng mà rất là dễ thương. Rồi, bây giờ hôm nay đó anh gửi đến khán giả món gì? Cái món này là món món thịt là lamb. Trong American cuisine đồ ăn của Mỹ nó thích ăn cái thịt này. Mà trong Việt Nam không có nhiều người ăn cái thịt này. Thì hôm nay Việt muốn xài cái thịt mà nó lạ chút xíu. Mà mình làm giống bò lá lốt, mà bữa nay không có lá lốt, mình xài lá tía tô. Xong cái này là cái thịt mình để vô garlic, shallot, hành, với để lemongrass. Xong cái lá tía tô mình làm cho nó khô. Xong mình để vô đây, mình làm cho nó khô, cái mùi nó mạnh hơn chút xíu. Rồi xong mình nướng vậy thôi. Nhưng mà ướp cái đó còn có thể gia vị nào thêm nữa không? The most important one là xài gia vị nước mắm Redport của chú Cường. Nhưng mà ví dụ cái món này mà để cho người Mỹ thì sao, có để nước mắm không? Để nước mắm, you know, nhiều người sợ sử dụng nước mắm tại cái mùi nó hôi. Mà nếu mình xài ít á, nó không có hôi mà nó làm cái đồ ăn nó ngon hơn. Rất là ngon hơn. That's the secret. Trong Mỹ nó có nhiều mấy cái sauce, A1 sauce, Worcestershire sauce. Mà bây giờ mình đọc cái ingredient của nó, usually the first or second ingredient là anchovy. Thì Redport là toàn là cá cơm, anchovies. Thì là nó thích hợp với cái món ăn này. Hình như cái món này đã giúp anh được đoạt giải ở trên TV, cái show nấu ăn đúng không? Show Iron Chef America. Iron Chef America. Là lúc anh để nước mắm luôn đó. Nước mắm luôn. Everything Việt làm là để nước mắm. Chú thấy sao khi mà một món, một cái sản phẩm của mình là nước mắm là được một người Việt nổi tiếng về nấu ăn sử dụng? Không, mình rất là tự hào về cái người chef này. Nước mắm mình ngon nhưng mà họ biết tận sử dụng làm sao để cho nó thức ăn ngon hơn. Đúng. Cái đó là quan trọng. Đang chờ cho chú Cường làm nước mắm mà dầu thơm thôi. Mình xịt nước mắm luôn là mức nước mắm dầu thơm. Cái đó anh đã quyến rũ lắm đó. Em cũng đang chờ luôn đó. Nhưng mà có cái này là em thấy là bên đây có một cái tô đây. Là cái gì đây? Cái này là da ua. Da ua. Da ua.
typically trong cái Middle Eastern or Mediterranean cuisine á, vợ của anh á là người Hy Lạp, thì nó ăn nhiều cái thịt này với ăn nhiều cái da ua, thì bây giờ việc lấy hai cái món đó mình làm cái món Việt Nam, okay. Thì trong cái da ua này á, việc để nước mắm, okay. Việc để nước chanh, okay. để ớt. Uh-huh. Để mấy cái herbs đồ cũng giống giống Việt Nam. Có nước mắm luôn đó. Nước mắm nha. Bây giờ là mình chỉ cần để lên lên trên chắc này thì bây giờ việc lấy một cái lá lettuce, cái này là cái butter lettuce. Uh-huh. Một cái lá tomato. Như vậy. Rồi xong á việc lấy cái sauce phớt nó lên chút xíu như vậy nè. Mình phớt nó lên. Như vậy. Ok. Yeah. Xong mình lấy một miếng thịt. Cái này cái thịt này nó nướng rồi. Yeah. Mình để vô như vậy. Ok. Xong mình lấy một rau. Ngò. Ngò. Được thích là cái rau ngò tại nó thơm. Xong mình cuốn lại. Ăn giống chả giò vậy. Vậy thôi. Mà thí dụ cái này mình làm kiểu hamburger mình kẹp được không? Kẹp cũng được nữa. Làm hamburger kẹp cũng được. Làm hamburger mình làm cái thịt để mình làm cho trong chả giò chiên, làm đủ thứ đó. Thì bên cạnh cái nước mắm hay là về tía tô thì anh còn cái bí quyết nào về cái món này để cho thành công mà để cho người ta thích không? Really cái secret cái món này á là mình phải nấu với cái tình yêu của mình, right? Với mình phải xài ingredient á, rất là hay. Với mình phải xài nước mắm. Bên cạnh cái món này thì anh còn dùng cái món nào có nước mắm cho nhà hàng anh nữa không? Chiên gà thì cũng xài nước mắm. Ướp nước mắm. Mình ướp cái thịt gà xài nước mắm. Cái sauce mình xài trong cái bánh mì cũng nước mắm. Việc đồ chua cũng để nước mắm chẳng luôn. Có đồ chua luôn. Đồ chua luôn cũng để nước mắm. Nói chung cái gì cũng có nước mắm. Gì cũng nước mắm. Hèn chi Mỹ mới ghiền. Nó không biết mà nó ghiền. Thì ra đây là cái bí quyết đó. Cho nên ta tới hoài. Rồi bây giờ mình sẽ có cái món này một lát, nhưng còn có món gà nữa phải không? Gà, mình làm gà chiên bánh mì Việt Nam. Ok, vậy thì một lát nữa sẽ hỏi anh về cái món gà. Ok. Tại sao anh lại thích, yêu thích cái đam mê cái nấu ăn mà không chọn cái ngành nghề khác? Hồi đó anh làm trong software, anh làm finance. Mình làm mình chán, mình không có thấy nó làm cái impact trong cái đời của mình. Việc nấu ăn á, việc cho người ta ăn, người ta mừng, mình cũng mừng. At the end of the day, it's making people happy. That's why việc thích nấu ăn. Ở trong nhà anh có học nấu ăn từ mẹ hay là từ bà? Việc việc nghe nhiều người nói chuyện trong nhà bếp, cô ấy bà ngoại, bà nội nấu ăn. Việc không có cái đó. Hồi đó qua bên Mỹ, ba mẹ việc nghèo, thật là nghèo. Đi làm tối đi làm ngày thì ở nhà ba mẹ dạy việc với em của việc làm nước sôi xong làm mì gói. So lúc đó 4-5 tuổi là việc biết làm mì gói, biết nấu mì xong gói rồi. Mình ăn mì gói mỗi ngày cũng chán, xong từ từ việc với em của việc vô tủ lạnh kiếm mấy cái này, kiếm mấy cái kia mình để vô mình làm mì gói chế ra. Xong từ từ creativity nó born trong việc, xong việc mới thích làm nấu ăn. Có khi nào đang ăn một cái món ăn mà nhớ về những cái thời ấu thơ không, chẳng hạn như sau này nấu lại mì gói chẳng hạn? Việc nói thật là nước mắm cái first ingredient là việc xài trong cooking á, một lần bây giờ việc nấu là toàn là đồ Mỹ không. 10 năm trước á, việc suy nghĩ lại, ok, bây giờ sao mình nấu đồ gốc của mình, thì việc nghĩ lại, ok, một lần mẹ trong bếp á, mẹ xài nước mắm đồ mới ngon, thì bây giờ việc đi mua nước mắm đâu có biết xài đâu, mà mình xài từ từ nó làm đồ ăn ngon, rồi xong mà nó remind mình về cái gốc của mình, thì việc mới thích. Nên là từ đầu là mình cũng phải thử như thế nào rồi bắt đầu mới được. Hay quá. Cảm ơn anh chị. Một lát nữa sẽ coi tới cái món gà nha. Ok. Nhưng mà gia đình của anh là từ trại tị nạn là qua bên Utah hay là ở đâu? Qua bên Chicago. Oh, Chicago. Ở Chicago 8 năm, xong qua San Jose. Yeah. Việc ở San Jose tới
năm 2008. Ok. Dạ, yeah, xong việc mới move tới Utah. Mà lúc đó là 2008 là đã nấu ăn chưa? Là nó bước vô nhà. Chút chút thôi. Chút chút thôi. Hơn 15 năm rồi. Mà lúc đó qua để học nấu ăn hay sao, hay là vì công việc nó dọn qua bên Utah? Việc qua đây giúp người bạn mở nhà hàng ở Provo. Làm cho nó 8 tháng không có workout. Thì việc move lên Salt Lake City. Xong mở nhà hàng kêu bằng Forage. Tự mình mở. Forage. Cái Forage thì Jimmy có nghe lúc mà Jimmy còn ở Utah. Và anh em là cùng đồng hương của mình tiểu bang đó. Rồi sau này mới mở cái tiệm Pretty Bird. Pretty Bird, yeah. Cái lý do vì sao mà anh đi thi cuộc thi mà anh được thắng giải khi nấu món này? Cái lý do gì? Tại sao? Ngon. Tại ngon. Nó là cái lý do vì sao mà lại muốn đi thi cuộc thi đó đó. Cái show Iron Chef á, nó cho mình một cái ingredient mình phải xài. Cái ingredient á là nó kêu bằng ground meat, là thịt mà nó nhuyễn rồi. Nó cho thịt bò nhuyễn, thịt heo nhuyễn, thịt lamb, thịt trừ nhuyễn, thịt gà nhuyễn, you know, gà tây nhuyễn. Thì mình phải xài cái đó, mình phải làm 8 món trong một tiếng. Thì định nghĩ á, bây giờ mình muốn làm giống cái sausage á, bây giờ mình xài thịt heo hay thịt bò, ai cũng xài đó, mà không có nhiều người xài thịt trùng. Thì đó là anh chọn cái món thịt này. Nhưng mà cái đề thi là mình có được biết trước hay không, hay là chỉ trong khi nó cho mình biết một tuần trước thôi? Một tuần trước thôi. Là coi như trước đó anh chưa hề biết cái làm món này luôn, là tự sáng tạo cho một tuần nữa. Còn chú là có thử cái món này trước đây chưa hay là hôm nay lần đầu? Cái này lần đầu tiên, cái này là phải cái món này đã đem đến giải thưởng cho Việt. Cho nên hôm nay coi như là first time để mà thử cái món này luôn. Nhưng mà định hỏi anh là cái thịt này khi mình nướng đó thì phải nướng cho kiểu medium rare hay sao? Là... You know, mình muốn nướng sao mình thích thôi. You know, cái thịt này mình ăn medium rare, ăn medium, ăn well done được. Tùy theo cái khẩu vị. Khi mà mình bày mời ban giám khảo là lộ cũng có thì là cũng có ngò luôn á hả? Anh nấu mấy cái món về cho người Mỹ ăn thì là sở trường rồi. Có khi nào mà đụng những cái món của Việt Nam như là chả giò hay là cá kho hay là canh chua không? Việc muốn học nấu ăn Việt Nam mà Việt không có biết nấu nhiều ăn Việt Nam. Vì hồi nhỏ Việt ở nhà ba má nấu đồ Việt Nam hoài, mình ăn mình chán, mình không muốn học. Tại mình muốn đi ăn hamburger, ăn đồ Mỹ. Xong bây giờ Việt ở xa. Có khi mình nghĩ suy nghĩ lại ba mẹ, mình nhớ ba mẹ thì mình cũng nhớ đồ ăn ba mẹ. Mà bây giờ chỉ việc nấu đồ ăn Mỹ, mà bây giờ mỗi lần Việt đi về San Jose gặp ba mẹ thì việc học với mẹ. Vậy giờ học được cá kho chưa? Chưa. Làm thịt kho thôi. Thịt kho. Tương lai là nhà hàng của anh là cũng sẽ có một cái món thịt kho phải không? Nhưng mà em thấy thường là những cái nhà hàng mà nấu cho người Việt nó lại khác với nhà hàng mà của người Việt mà nấu cho người Mỹ ăn. Tại nó adjust mấy cái flavor. Tại nhiều người Mỹ á, thí dụ trong phở á, nhiều người Mỹ á không có thích cái star anise á. Nó thấy nó mạnh quá. You know, thì nhiều người Việt Nam nó adjust, nó làm ít lại. Việc thích bột ngọt. You know, bột ngọt làm everything good. You know, mà nhiều người Mỹ sợ tại nó không biết. You know, thì có khi người ta làm phở, người ta không để nhiều bột ngọt, phở đâu có ngon đâu. Thí dụ nó không xài nước mắm cũng không có ngon. Đó là phải có nước mắm. Như là ăn là phải ăn đậm đà cho tới luôn. Cái vụ bột ngọt thì vậy, nhà hàng của anh thì sao, có để bột ngọt vô không? Có chứ. Không có sao tao nghiện rồi. You know, mình xài bột ngọt ít thôi. Mình ướp gà mà để bột ngọt cho nó ngon. Chút xíu thôi. Mình không cần để nhiều. You know, mà nhiều người Mỹ nó nói mình ăn bột ngọt mình nhức đầu nhức kia. Mới tại sao lạ là có em mắc là tại sao người Việt mình ăn đó giờ đâu có bị ai bị đâu. Exactly. Yeah, mà that's another issue. You know, we could get into it, but it's another issue. Oh, perfect. Thank you.
thử cái món này nha. Nhưng mà định hỏi là anh phải nướng bao lâu mới ra được cái miếng thịt này? Nướng khoảng cái thịt này nó dày như vậy á. Nướng khoảng 5 tới 8 phút vậy thôi. 5 phút thôi. Medium. Cái này medium rare hả? Yeah, medium. Okay. Yeah. Mời quý vị nha. Yeah. Ăn được không? Rất là ngon. Cái gì? Ướp nó. Ướp nó rất là đậm đà. Yeah. Yeah. Mà cái đặc biệt á là Jimmy cũng có ăn thịt trù này nhiều lần rồi. Yeah. Nhưng mà nước thôi nó không còn cái mùi trù nữa. Yeah. Yeah. Ta mình để sả nè, mình để garlic, mình để hành, con chấm nó làm cái mùi nó hết. Hàng chi Jimmy ăn thấy nó rất là thơm. Yeah. Lắm luôn á. Yeah. Thì ra là để mình phải để sả trong đó. Để sả. Yeah. Oh. Chắc phải ăn thêm miếng nữa. Ngon quá. Và cái sốt này nó cũng làm mình dễ chịu, nó không quá chua. Dạ, không có quá chua, nó làm nó là very refreshing. Dạ. Dạ. Chính lấy những cái sốt. Dạ, Jimmy mới nói với ảnh á là cái thịt chùa này khi mà ướp lên á nó thơm vô cùng chứ nó không có nặng mùi như Jimmy là nói mình đi ăn tiệm. Jimmy nói Jimmy không thích tại Jimmy ăn chay thôi. Rồi cái sốt này đó chú là nó chua vừa phải, nó làm dễ chịu chứ không phải làm mình nó bị chua giống như là những cái con khác. Rồi cái thứ ba nữa đó, đó là cái thì là làm cho nó thơm cái món này. Bởi vì không có quá ngạc nhiên khi mà anh đã đạt được cái giải thưởng này, tại vì nó ngon quá. Anh, cái cuộc thi mà anh thi đó là có tổng cộng bao nhiêu thí sinh và anh vượt qua bao nhiêu cái vòng trong? Anh thi each season there is maybe 10 episodes. They did maybe 12 seasons. So trong cuộc thi này là có bao nhiêu tập anh? Việc làm cũng không nhớ nữa. Nhiều lắm. Và cuối cùng thì có hai người thắng thôi. Có hai người thôi. No, cái show này Iron Chef chỉ có hai người thôi. Cái người Iron Chef với cái người nó mời vô là tiệc. Mình có một tiếng, mình nấu 8 món. Rồi xong, that's it. Sau có một cái winner thôi, một người thua, một người ăn thôi. Nếu mình mấy cái show này mình ăn hay mình thua, mình cũng nổi tiếng. Nhiều người coi TV nó thấy mình thì nó có tới nhà hàng, nó thăm, nó coi đồ ăn sao. So cái mấy cái show này nó hay á, là mình được vô mình compete. Thứ hai á, là nhiều người nó quảng cáo cái nhà hàng mình, với nào quảng cáo mình xong nó vô nhà. Đắt là cho nên Jimmy mình nói, Jimmy nghe tin mà cộng đồng mình nói xôn xao về anh Việt và biết cái nhà hàng của anh là từ cuộc thi đó, là cái thi thắng là coi như cái nhà hàng đó. Forage, nhà hàng đó một ngày á, là chỉ mình cho 32 người vô ăn thôi nào. Mà nó được 14 tới 17 món. Mình ăn á, khoảng 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng rồi. Em có nghe mấy người bạn nói là muốn vào nhà hàng của anh là phải reserve trước lâu lắm. Khoảng 1 tháng rưỡi trước. Trời ơi. Yeah. Mà hình như là mỗi ngày hay mỗi mùa là một cái món ăn khác nhau chứ nó cái menu nó không có giống. Cái menu nó change all the time. Việc đi lên núi á, việc forage cho nhiều mấy cái rau cải đồ nhiều cũng chuẩn bị đem về xài. Rau cải nó coi như là tươi từ chỗ em về. Không ăn lem. Ok, bia thịt gà. Ok. Bia mình ăn thịt gà. Đây món thịt gà là lát cô ăn được. Người làm thiệt thì cũng có đeo cái này mà người đứng chơi mà có ảnh có đeo màu trắng. Tôi đâu có biết là mời đông cái này. Trước khi mình qua cái món thứ hai, cho em hỏi cái món thịt trù vừa rồi đó là mình ăn là mình sẽ uống với cái gì? Uống bia mình ăn á, uống bia. Hay uống rượu chát mà đỏ. Rượu đỏ. Rượu trắng được không? No, rượu trắng á nó không có cái tannin. Cái độ cái chát á nó không có đủ chát. Cái chát nó làm mình ăn cái đồ mà có nhiều mỡ á, nó làm cho nó nhẹ hơn. Như là bia thì được nè. Bia đỏ thì ok. Rồi cái món thứ hai là món thịt bánh mì thịt gà hả? Bánh mì thịt gà. Thì em thấy là anh dùng những bánh mì baguette mà Việt Nam mình hay ăn. Là nhà hàng anh cũng làm về bánh mì này hay sao? Không, ở nhà hàng anh á làm bánh mì hamburger.
Mà bữa nay á, mình ở đây á, thì anh muốn làm kiểu Việt Nam, khách kiểu Việt Nam, bánh mì, bánh mì Việt Nam. Mà em thấy anh phải móc cái cái bánh móc, mì đó. Bây giờ mình móc cái ruột ra, mình cho nó giòn hơn á, mình để đồ con trọng nó không có, nó không có nhiều quá, không có bị đầy. Khi mình vì mình cắt phân nửa cái miếng này thôi. Anh ướp gà như thế nào? Gà có ướp đường, ướp muối, ướp nước mắm, red boat, với ớt, ớt với tiêu trắng, với một chút bột ngọt vô. Ok. Và mình phải nướng trong bao lâu? Nướng cái này là nướng trong giờ mình chiên trong dầu 375 độ, chiên cho khoảng 4-5 phút. Mình chiên trong cái thịt gà 165 độ. 165 độ. Yeah. Nói chung mình deep fry được. Mình deep fry. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Nếu mà tương lai có cái món này thì KFC là hơi bị mệt. Rồi, và mình có cái đó là cái gì ạ? Cái này là cái sauce. Cái sauce ở nhà hàng Pretty Bird, cái này là kia bằng Pretty Bird sauce. Pretty Bird sauce này là đặc biệt. Tại cái này là xài mayo. Mayo, xài buttermilk. Xài chanh, xài da của chanh, xong mấy cái seasoning, với xài nước mắm. Xài nước mắm bỏ nước vào. Mắm. Thì khi mình ăn thì mình chét vô trong cái này. Hay ba tê. Hay ba tê. Okay. Yeah, let me get a muỗng. Okay. Tại vì gà đó là nó có xương mà mình kẹp như thế này người ta ăn nó dễ thôi. Cái này không có xương, cái này là cái chicken tender thôi. Cái này có ức á. Ức thôi. Vậy là những quý vị nào mà đang tập gym á, muốn thích phát là ăn cái này nó rất là tốt, là bởi vì lâu lâu ăn mà. Lâu lâu ăn không có sao. Không có sao. Không, cái này nó rất là tốt khi những người gym. Okay, so bây giờ để sauce vô nữa. Lại sauce vô đây này. Đứng đây mà mùi gà nó thơm lên. Xong bây giờ để dừa, đồ chua. Anh qua Mỹ từ bé mà nói tiếng Việt như vậy là quá rành. Hồi nhỏ ba mẹ bắt đi học tiếng Việt Nam. Ba mẹ nói không học tiếng Việt Nam á là mốt mất gốc. Thì hồi nhỏ mình để cái đâu có thích đi học đâu, tại phải đi học thứ bảy thứ nhật, thứ bảy thứ nhật cũng chơi với bạn bè thì nó mà bắt đi. Mà bây giờ việc lớn hơn á, việc suy nghĩ lại á, việc rất là grateful cho ba mẹ bắt đi học tiếng Việt Nam. Thấy điều đó là đúng không? Nhờ vậy hôm nay em nói tiếng Việt giỏi như vậy đó. Chứ mà bây giờ là hai anh em phải nói tiếng Anh rồi. Wow, vậy này có cái đồ chua vô. Mà Jimmy nghĩ là chắc là khách hàng ở trên tiệm thì sẽ rất là thích cái đồ chua này. Món này với cái món thịt trù hồi nãy là quanh năm đều có hay là chỉ có một mùa thôi? Cái all year round. Là coi như là cái này mình chỉ ăn là không cần cái không có cần cái gì hết. Không có cần gì hết. Ướp là đậm đà rồi. Giờ để cái ớt vô. Hoặc là mình cũng có thể tổ chức cuộc thi là ai ăn nguyên một cái ổ như thế này. Jimmy ăn được không? No. Mày mới thi. Okay. Cho hỏi nó hơi ngoài lời, với nhà hàng anh có bán phở không? Bán phở không? Bánh phở hả? No. Nhưng biết nấu rồi phải không? Không, nấu một lần thôi. Vậy hả? Nấu phở đuôi bò. Như vậy thôi. Bây giờ mình đem vòng cho người ta cắn một miếng. Nhưng mà mình cần phải cắt ra chứ. Phải cắt ra. Ok. Sợ cái bánh mì giòn quá. Bánh mì rất là giòn. Để mà cô chụp trên dưới đi. Nè cho cô ăn cái này. Miếng này. Miếng này cắt ra.
Wow. Khi sau này thấy anh thành công nấu đồ ăn rất là ngon như vậy thì chắc ba mẹ anh cũng vui lắm phải không? Yeah, ba mẹ cũng vui. Yeah. Đó, hồi đó anh làm software. Ok. Rồi xong mà anh cũng đi học. Ba mẹ bên đó ở Mỹ á, ba mẹ nào cũng muốn con cái bác đi bác sĩ kỹ sư. You know. Lúc đó anh làm cho nhà băng đồ á. Anh nghĩ anh không thích ba mẹ mà bây giờ sợ nói ba mẹ mình đi đi làm nấu ăn đó, ba mẹ không cho. Mà lúc đó anh nói ba mẹ anh muốn làm nấu ăn á, ba mẹ nó cho đi. Okay. Yeah, which is surprising. Uh-huh. You know. Tại ba mẹ biết hồi nhỏ tới lớn là ba mẹ biết là anh thích nấu đồ ăn. Nấu ăn. Yeah. Yeah. Vậy là đi đúng đường rồi. Yeah. Nhưng mà này hỏi hơi nhỏ thôi, nhưng mà giờ nhìn lại thì giữa làm software với làm mở nhà hàng thì cái nào nó nhiều tiền hơn? Như đó nhà hàng á, mình mở nhà hàng cực lắm. Mà mình cho người ta ăn, mình vui, người ta vui, mình vui. That's all that matters. Vậy là hạnh phúc hơn. Yeah. Tiền là có always matter đâu, you know? Mình làm cái gì mà mình thích á. Đúng. Yeah. Có cái đam mê đó phải không anh? Yeah. Yeah. Ok. Mấy cái miếng kia lên mấy cái này nó còn kiểu này. Thăng. Đó. Đây, thành quả của anh Việt đầu bếp từ Utah. Dạ. Xong. Dạ. Xong. Ok. Niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Utah và cũng như khắp nơi, anh đã đến đây và đã làm hai cái món ăn rất là ngon. Xin cảm ơn anh. Yeah. Và mong một dịp thật gần Jimmy sẽ bay về Salt Lake City để phỏng vấn anh nữa. Yeah. Mấy món khác. Yeah, cảm ơn Jimmy. Cảm ơn quý vị. Yeah, có nếu ở Salt Lake City thì tới nhà hàng của Việt tên Pretty Bird. Chim đẹp thôi. Chim đẹp. Cảm ơn anh. Ok. Cảm ơn Jimmy. Yeah. Ok. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những vlog kỳ tới. Yeah. Cái bánh mì này cô thấy cảm giác như thế nào? Ngon vô cùng. Đặc biệt là sếp Việt Phạm là nổi tiếng về gà chiên. Hôm nay ăn thử cái gà xuống nước quả thật là quá ngon. Không những cái gà ngon mà cái đặc biệt là cái sốt này. Vâng, cái sốt này Việt Phạm làm ngon vô cùng. Nó thơm mà nó hơi chua chua, nó có mùi chanh đấy. Rất là thanh. Ngon lắm và đặc biệt lắm là trông này. Không những là trình bày đẹp lại còn ngon. Cảm ơn. Yeah, vâng, cảm ơn là trời chú Cường á. Dạ. Mắm rất là ngon. Đâu, mình làm nước mắm. Có nước mắm là cái sauce này không có ngon. À, có nước mắm vô. Sao có nước mắm hả? Nước mắm có nước sauce. Wow. Cái nào có nước mắm. Nhưng mà phải cái người biết cách sử dụng nó thì là. À, thằng nào ngon vô cùng. Là cái thích ăn nó đậm đà mà nó thơm nữa. Giống như ăn rất là ngon. Muốn ăn ngon thì phải là nước mắm ngon thôi. Rất là ngon. Mà Jimmy biết là cô Kiều Trinh nấu ăn cũng rất ngon, cho nên lần tới chúng ta cùng vào bếp với cô Kiều Trinh. Nấu cá kho cô hả? Không thể nào mà qua mặt được thế hệ trẻ như thế này được, giỏi lắm. Dạ. Cảm ơn Việt. Cảm ơn anh Cường. Dạ, cảm ơn cô đã đến đây. Dạ.
And I still have it. You're probably going to be good. How many years did you serve? Wow, you're getting it. One more time. How long were you going to serve? Whoa. Yeah, number two. 93. 93. What bad is that? 96. All right. You know that thing when it was shut out? It's like a movie. You don't have to eat it, Jack. She's gonna chase you. It was real. Yeah, real. Where's the water? You not get it either. There you go, the baby. Hi there, sweetie. Hi. Hi. Thank you. 1, 2, 3, and then Korean heard. Thank you. There you go. One by one. This is close-up shot. Okay, now we'll see here. Oh, nice. Thank you. So good. It's been really a pleasure and an honor for Roman and me to host the real chef. And his wife Alexis, and of course our dear Red Book family, and Goom, Tracy and Tiffany, and all of our very, very good friends, foodie friends. And so I'm so glad, and of course, very, very well-known the actress, but the dear friend of ours, Go Kyu Ching, and my dear sweet mom. This event, it was a fun experience. It was the first for us to have a film crew at our house doing segments on President. Yeah. I'll be shot that right away. I'll be in the Cheers. Cheers in Vietnam is yo, yo. And then yo. Greek is la opa. So yo pa. Yo pa.